My life, my color. Xin chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Vẻ đẹp cuộc sống. Quý vị thân mến, và khách mời của chúng ta ngày hôm nay là một nghệ sĩ đa tài. Chị hóa thân vào nhiều dạng nhân vật khác nhau, rất là cá tính. Và gần đây nhất thì với vai trò là đạo diễn, chị đã mang đến cho quý vị khán giả rất nhiều tác phẩm hay và được công chúng đón nhận hết sức là nồng nhiệt. Người mà Bình Minh muốn giới thiệu đến quý vị đó chính là nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy. Chị đang học đàn để chuẩn bị vào cái vai nào nữa hả? Chị đang làm hài âm nhạc. Thích đàn guitar lâu lắm rồi, ở nhà cũng sắm được một dây cây. Mà chỉ có điều là vẫn chưa đàn được nốt nào cho ra hồn. À, chị Thúy, hình như chị có vẻ thích cái không gian này nhỉ? Tôi có nhắn tin tôi mời chị bảo thôi chị thích đến ở địa điểm như thế này thôi. Một nơi, một không gian hết sức là yên tĩnh và cũng rất là thiên nhiên. Thế nghĩ là không chỉ riêng Hạnh Thúy mà là rất nhiều bạn cũng thích cái không gian này. Bởi vì mọi thứ xung quanh đều rất là mộc mạc. Từ những cái bờ mạ mình có thể hình dung là mạ gọi là những ruộng lúa quê hương mình, hay là ruộng bậc thang của những vùng cao, rồi bàn ghế, tất cả mọi thứ đều rất là mộc. Thúy cảm giác là khi mà đến đây thì cái tuổi thơ mình được gợi mở, được níu kéo quay trở lại. Nếu vậy thì mình tranh thủ ngồi đây trò chuyện tuổi thơ chút đi nhỉ. Mời Bình Minh. Dạ, mời chị. Nhân tiện đây thì lại hoài niệm tuổi thơ Hạnh Thúy một chút nhỉ. Hay tuổi thơ Hạnh Thúy sao nhỉ? Tuổi thơ dữ dội. Tuổi thơ dữ dội à. Như Thúy đã nói là gắn bó cái tuổi thơ của mình với những cái ruộng rẫy, rồi với những cái giọng như thế này, được ngủ ở trên giọng. Và những buổi trưa thì rất là mát, ngủ rất là ngon. Đấy lại tuổi thơ có hay tham gia chương trình văn nghệ của trường lớp gì không? Hồi nhỏ thì Thúy nhớ là cái trò mà mình tham gia nhiều nhất là đánh nhau với mấy thằng ở xóm. Ồ, dữ vậy? Tuổi thơ dữ dội thật chứ. Tại vì ở nhà là có anh trai nè, có em trai nè, không có em gái. Và ở sớm thì hình như cũng không có con gái nhiều đâu, cho nên là đôi khi không có ý thức mình được là mình là con gái nữa, là toàn đi chơi với trò con trai không à. Khán giả đang rất là muốn biết cái cơ duyên nào để đưa một nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy đến con đường nghệ thuật. Chắc là đam mê từ trong trứng nước. Thế nghĩ tức là bản thân mình cảm giác rằng mình rất gần gũi với cái nghề này. Là thật ra nhà Thúy không ai làm nghề hết, nhưng mà khi mà hồi mình còn nhỏ đó thì ba mẹ hay là ông bà ngoại ở cái giai đoạn đó đã có những cái tủ sách rất là lớn, được cất rất là kỹ, nên là nhỏ xíu mà đã coi những cái truyện của người lớn rồi, với những là Thủy Hử, Tam Quốc Chí, rồi các loại truyện của Hồ Biểu Chánh, Ngọc Linh gì là coi hết. Xong rồi lại nghe nhạc, nghe cải lương đủ thứ hết, gắn cái nhân vật trong cải lương mình nghe với cái nhân vật ở trong sách mình đọc, xong cái diễn đồ, hát múa đồ. Khi mà lớn lên thì thấy là trường sân khấu nó có cái chữ nhỏ nhỏ xíu là tuyển sinh ngành kịch và cải lương. Thì thật ra là mình thích cải lương, nhưng mà tự biết là mình hát không có được hay, với cái suy nghĩ là thôi mình đóng kịch đỡ đi, rồi cái từ từ sau này cũng mình hát hay, mình để hát cải lương cũng được. Nhưng mà sau khi đến giờ này là khoảng 19-20 năm làm nghề rồi, Thúy mới xác nhận rằng là dạ thôi mình ở lên kịch luôn đi, mình đừng qua cải lương là làm hại cải lương. Cảm ơn Hạnh Thúy với một ít phút ngắn ngủi về tuổi thơ. Bây giờ quay trở lại công việc hiện tại của chị đi, chia sẻ vai trò là diễn viên. Với chị bây giờ thì thấy tình hình phim ảnh bây giờ cũng đang hơi bị ẻo uột. Cảm giác nó bi quan quá. Tôi nghĩ là có thể như tất cả mọi người biết là cái tình hình phim ảnh hiện nay là đang lắng lại. Các đài đều cắt giảm số tập phim. Đó có thể là cái giai đoạn để cho các công ty nhìn lại mình, để đi vào chất lượng hơn là vào số lượng. Còn bản thân mình thì cùng một lúc mình làm nhiều việc, cho nên là khi mà không làm việc này thì mình sẽ làm việc khác. Thì với công việc diễn viên thì rõ ràng là trong năm ngoái và năm nay thì có giảm lại. Kể cả tự mình cũng nhận số lượng phim nó ít đi để tập trung hơn. Thường là trước là có những cái giai đoạn là một lúc chạy vài phim, thì bây giờ nhận một phim hoặc một phim rưỡi thôi. Có bộ phim rưỡi nè. Cái như là phim này sắp xong thì bắt đầu nhận cái phim khác gói đầu lại. Cái lượng phim nó giảm lại thì mình cũng tập trung hơn cho cái vai diễn. Thì tôi nghĩ là bản thân Thúy hay là diễn viên nào cũng cần những cái giai đoạn gọi là lắng động lại một chút để tập trung hơn những cái việc của mình làm. Làm cái gì mà dân trộm vậy mày? Đừng có nói ăn trộm, nghe nó kỳ. Đó, cái này con bệnh là con học khoa học kỹ thuật. Mày á mày, mai mốt cần cái gì thì qua hỏi xin, chứ đâu mà đi hái ngang hái ngược vậy. Ôi trời đất ơi trời. Ngon không? Ngon không? Trời ơi, cái giấm ổi không hộp. Tao nói nó giòn rụm ha, ngọt liệm luôn ha. Tám biết cái giống ổi này luôn á hả? Mắc giống gì không biết. Cái ổi này bây giờ bà con mình trồng rất là nhiều, tại vì cho trái quanh năm mà năng suất cao. Hay quá Tám ơi. Em chỉ
gọi là test thử thôi. À, chứ còn cái quan trọng là vẫn là cái người gây ra nguyên nhân là nó nha. Thì không biết cái động lực nào và cơ duyên nào để thôi thúc chị chuyển sang lĩnh vực mới, đó là công tác đạo diễn. Thúy nghĩ là ai làm một lúc nào đó cũng sẽ muốn thay đổi mình. Cái việc để đi làm đạo diễn thì cũng là một thôi thúc bình thường của một cái người làm nghề thôi. Tất nhiên là nghề diễn viên thì diễn hoài thì có thể là mình sẽ sợ là mình sẽ đi vô cái lối mòn. Thì ví dụ như học đạo diễn thì có thể thay đổi cái công việc của mình, mở rộng thêm cái lĩnh vực làm, hiểu thêm cái nghề của mình. Và Thúy rất là thích cái nghề đi dạy. Do đó là ví dụ như vừa có cái kinh nghiệm là diễn viên, vừa có thêm cái kinh nghiệm là đạo diễn, thì biết đâu chừng là mình sẽ có cái khả năng để đi dạy một số cái lĩnh vực ví dụ mà nằm ở trong cái chuyên môn của mình. Chị vừa làm đạo diễn ở sân khấu, vừa làm đạo diễn của bên truyền hình nữa, thì với hai công việc này thì chị ưu tiên dành thời gian cho cái mảng nào hơn? Các game show hay các chương trình truyền hình thì nó cần có sự tập trung rất là dài, bởi vì đi một cái quãng đường thường là một năm. Thành ra là cái thời gian thì dành cho bên truyền hình nhiều hơn. Nhưng mà một khi mà đã quay về sân khấu thì tập trung hết sức chất lượng tinh hoa là tập trung vô cái quãng ngắn là cho sân khấu. Bởi vì khi mà dựng xong cái vở và hình thành rồi và chạy được một vài suất thì coi như cái công việc của người đạo diễn tạm xong. Còn lại là của diễn viên thôi. Với đạo diễn sân khấu và đạo diễn phim truyền hình thì chị thấy nó có sự hỗ trợ qua lại không? Nó có gây cho chị một cái khó khăn hoặc trở ngại nào không? Thúy luôn phải tách mình ra là khi làm sân khấu á, thì nghĩ rằng đây là một cái công việc của sân khấu, đừng nên mang cái những cái kinh nghiệm của truyền hình qua. Còn nếu như mà có thì là để làm cho cái gì mà mình cảm thấy cho nó mới mẻ trong cái công việc của mình. Và ngược lại với công việc ở bên truyền hình cũng vậy, ví dụ như dàn dựng các game show thì Thúy luôn cố gắng là đưa kịch tính vô để tạo thêm cái sự thu hút. Thì Thúy nghĩ là nó hỗ trợ cho nhau chứ cũng không có gì khó khăn hết. Bên cạnh những công việc mà chị đang làm thì mình được biết chị cũng tham gia và cũng tổ chức nhiều các cái hoạt động về cộng đồng. Thì chia sẻ đôi chút về những hoạt động này nữa. Tự Thúy thì có một cái nhóm từ thiện nhỏ. Cái công việc thường xuyên là hay đi xây nhà cho những cái gia đình khó khăn. Tất nhiên là cũng không nhiều đâu, bởi vì nhóm rất nhỏ mà Thúy là trưởng nhóm, mà sức thì là rất yếu nữa. Mình làm được cái gì thì mình làm thôi. Xung quanh mình thì rất là nhiều các anh chị. Tức là Thúy thấy là bây giờ có hoạt động từ thiện và các hoạt động cộng đồng thiện nguyện rất là nhiều, cái sức lan tỏa rất là lớn. Mà Thúy nghĩ là mình đó được sự chia sẻ. Và trong cái việc từ thiện đó thì mình đi kết nối với những người bạn của mình một cách rất là tự nhiên, để mọi người cùng với nhau làm cái việc gì đó có ích, thì thấy là nó tốt hơn nhiều là cái việc cứ trà dư tủ hậu với nhau. Vâng, với sắc vóc hết sức là nhỏ nhắn xinh xắn như thế này mà làm rất nhiều công việc và đảm đương rất nhiều cái vai trò khác nhau, vậy thì chị làm sao chị có thể cân bằng được? Đơn giản là phụ nữ. Thật ra tôi nghĩ là không phải Thúy thì mới như vậy đâu, mà là bất cứ người phụ nữ nào, kể cả nhỏ nhắn hơn, xinh xắn hơn, thì vẫn phải làm tất cả mọi việc, vẫn phải vừa gia đình, vẫn phải vừa công việc. Mà Thúy thấy là bây giờ cuộc sống mọi người đang kêu gọi bình đẳng giới, thì rõ ràng là mọi người đã bình đẳng rồi đó. Trong công việc thì không hề vì bạn phụ nữ mà người ta giảm bớt việc cho bạn, mà bạn vẫn phải làm y như mọi người. Và bạn không thể nêu lý do rằng là vì ở nhà tôi thế này mà đến cơ quan tôi được sơ sẩy thế nọ. Cho nên là tôi nghĩ là người phụ nữ nào cũng kiên cường can đảm hết trơn. Mình cũng tin một điều rằng là bất kể ai cũng đều có một cái niềm vui cho riêng mình, để cân bằng lại những áp lực trong công việc và những cái bộn bề trong cuộc sống nữa. Thì cái niềm vui của chị là gì? Để giúp chị có một tinh thần nó thoải mái hơn, có thêm được năng lượng để tiếp tục cống hiến cho công việc. Niềm vui lớn nhất thì chắc là với hai đứa con. Hồi xưa một đứa, bây giờ hai đứa, niềm vui nhân gấp đôi. Cái niềm vui nhỏ nữa là thấy thích ngồi với bạn bè của mình, lâu lâu có thể là tụ tập với nhau đi ăn hoặc là đi xem phim gì đó nhẹ nhàng thôi. Hoặc là tặng cho mình một vài quyển sách, ngồi đọc hết quyển sách đó thì cũng là một cái phần thưởng. Nếu như bây giờ mà chị không làm diễn viên, không làm đạo diễn, thì chị nghĩ mình sẽ làm công việc gì? Có thể sẽ đi làm cô giáo, làm tác giả. Thúy vẫn viết, dạ Thúy thích cái công việc là viết lách. Tất nhiên là cũng chỉ viết một cái bài, những cái bài ngắn ngắn gọi là tản bút này kia nọ thôi. Hoặc là viết cho những cái người bạn xung quanh mình, hoặc là những cái gì mà mình thích. Nghệ sĩ Hạnh Thúy đã đạt được rất nhiều giải thưởng, có rất nhiều những tác phẩm và rất nhiều vai diễn đã để lại trong lòng của công chúng. Bên cạnh nỗ lực không ngừng nghỉ, chị có thấy rằng mình có chút may mắn không? Quá may mắn. Tại vì Thúy biết là có rất nhiều cô chú anh chị bạn bè nỗ lực rất nhiều mà hơn so với mình. Bản thân mình thì có nhiều giải thưởng mà mình được, mình nghĩ ủa sao lại vậy ta. Tức nghĩa là mình thấy cũng làm việc bình thường thôi, nó là một cái công việc và một công việc thì cần phải tập trung như vậy. Nhưng mà Thúy nghĩ là có đôi khi là gì nè,
cái sự tập trung của mình, nhận được sự đồng cảm của khán giả, của ban giám khảo, những cái người mà ngồi để xem cái phim và để xét tiêu chí để chấm giải. Tụi tôi nghĩ là may mắn là mình tìm được sự đồng cảm của họ. Chứ còn khi đã cố gắng thì dĩ nhiên ai làm nghề này cũng phải cố gắng, bản thân mình cũng phải luôn luôn cố gắng đúng không? Hạnh phúc là khi được làm những công việc mình yêu thích, được hít thở không khí trong lành trong môi trường của những người bạn diễn, cùng mang những niềm vui, tiếng hát cho đời. Tôi thầm cảm ơn cuộc đời này đã có những khó khăn, những thử thách để tôi chinh phục được bản thân và phát huy được khả năng trong con người của mình. Và như vậy, tôi thấy mình thật đáng sống. Chị Hạnh Thúy thân mến, với thời gian bận rộn cho công việc như thế và công tác cộng đồng nhiều như vậy, thời gian chị dành cho hai con như thế nào? Thật ra thì để mà cân bằng giữa hai bên thì rất là khó. Và nếu mà tròn trịa trong công việc thì chắc chắn là sẽ sơ sót trong gia đình và thiệt thòi cho hai đứa nhỏ rất là nhiều. Cho nên là thí dụ như về nhà thì mình bù đắp bằng cách là tung hoành thật nhiều. Ví dụ như là phải giả điên lên là chơi cái này với mẹ đi, và chỉ có mẹ thôi. Lúc nào coi như là mẹ về nhà thì bóng mẹ in khắp nhà. Rồi nhưng mà với cái lứa tuổi 15, đây là lứa tuổi cũng đang rất là khó khăn đối với bậc phụ huynh, tại vì cũng phải hướng dẫn và định hướng cho con đúng không ạ? Và đặc biệt là tuổi dậy thì, chị có gặp khó khăn khi mà cùng chị dạy cho bé không ạ? Cũng có, tức là mình vẫn lo là con sẽ không quen với chuyện va chạm xã hội rồi sẽ đi sai hướng. Nhưng mà Thuyết không cảm giác khó khi mà dạy con, bởi vì là trong rất là nhiều lần Thuyết đã nói với mọi người là luôn luôn tâm sự là với con không mình không là mẹ mà mình là bạn. Cho nên là có chuyện gì thì nó tâm sự với mình, rồi mình cũng tâm sự những cái việc của mình với con, chia sẻ những cái việc gì mà có thể chia sẻ được. Thì lúc nào cũng tạo cho con cảm giác là gần gũi và có chuyện gì thì nên nói với mẹ. Vậy còn ông xã của chị đóng góp vai trò như thế nào trong việc hỗ trợ chị trong công việc cũng như cách nuôi dạy con cái? Trong công việc thì gần như là độc lập. Tại vì bản thân Thúy cũng không thích ai chen vào công việc của mình, góp ý hay nói nhiều quá, trừ khi đó là cố vấn nghệ thuật. Còn việc dạy con cái thì bởi vì là bản thân Thúy cũng hơi khó chịu trong cái việc là dạy con, và cũng không muốn là có sự va chạm với hai vợ chồng. Cho nên là ví dụ như nói ra anh là dù như anh muốn gì thì anh cứ nói ra cái ý của anh và em sẽ dạy con theo kiểu đó. Với con thì là ba cũng là một người bạn, cần đồ chơi thì chạy đến ba, cần người sửa chữa gì đó thì chạy đến ba, hay là râu ngồi nói chuyện phím về tình hình thế giới thì lại tìm đến ba. Được biết là chị đang ấp ủ một cái kế hoạch, một cái dự án hình như là một cái vở kịch đó đúng không nào? Chị có phải sẵn sàng chia sẻ không ạ? Thì muốn đánh vào cái thực trạng rất là đau của xã hội bây giờ là cái tình trạng phá thai. Nếu như mà bây giờ mình làm một cái dòng tour quanh các phòng khám đều biết rằng là cái tỷ lệ phá thai nhiều khủng khiếp. Trong một tháng ở một cái xã rất là nhỏ ở xa thì có thể nhận đến 400-500 cái bào thai được nhận về và mai táng. Thành ra là với cái dự án này, với cái vở kịch này, Thúy không lên án, bởi vì mỗi người đều có một cái hoàn cảnh và Thúy nghĩ là không ai muốn làm cái việc đó. Nhưng để tuyên truyền cái ý thức cho họ rằng là mua một cái bao cao su đơn giản hơn so với cái việc bạn đi phá thai và chẳng có hệ lụy gì về sau hết. Cái điều quan trọng hơn hết là cái sự ám ảnh của những người mẹ đã vứt bỏ những đứa con, và những đứa con đó nó ám ảnh lại lâu dài lắm. Bởi vì mình đã thấy, và cái vở kịch đó làm thì Thúy muốn giống lên cái hồi chuông rằng là xin hãy giữ lấy sự sống nếu như mà nó đã nhe ươm mầm. Còn nếu không thì đừng để cái sự sống nó ươm mầm để rồi phá bỏ thì nó sẽ rất là đau. Vâng, với những chia sẻ vừa rồi của chị về câu chuyện và cái mục đích hết sức là nhân văn, không lên án mà chúng ta mang tính chất là tuyên truyền, tôi tin rằng chị sẽ được khán giả đón nhận với vở kịch này được. Hy vọng là khán giả đón nhận và thay đổi suy nghĩ cũng như thay đổi hành động của mình hơn là chỉ là đón nhận là mua vé. Vâng, xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy đã dành cho chương trình cuộc trò chuyện hết sức là thú vị và cũng rất là chân thành. Và thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin gửi tặng chị món quà của nhãn hàng Sơn Mai Color và xin chúc cho chị sẽ đạt được thành công hơn nữa trong sự nghiệp của mình và có một gia đình thật hạnh phúc. Hạnh Thúy xin được cảm ơn Bình Minh rất là nhiều. Xin cảm ơn khán giả đã lắng nghe câu chuyện của Hạnh Thúy và mong là khán giả sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ Hạnh Thúy. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. My life, my color.